Hello các anh em. Clip hôm nay thì em lên một clip tổng hợp. Chả có việc gì nhờ lên cái clip tổng hợp để giới thiệu cho anh em. Anh em đam mê hoài niệm xưa, anh em yêu thích âm thanh, đồng hồ, băng cassette, băng cối, CD, đĩa than, đĩa MD, nói chung thường vàng hà cảm gì anh em hoài niệm, anh em thích thì anh em cứ ở thằng em Sơn. Thằng em phục vụ đầy đủ, cái gì cũng có. Hôm nay thì em quay qua cho anh em. Nếu anh em nào mà thích đồng hồ xưa ngon bổ rẻ thì anh em có thể liên hệ. Còn anh em nào thích về băng cassette thì cũng liên hệ thằng em. Thích CD cũng liên hệ thằng em. Tất cả là full bìa, full lít mới cứng, băng mới Sony HF 150.000 một cuốn lẻ. Còn giá combo thì chỉ 1.000.000 là 10 cuốn tặng 1. Đấy, nói thẳng cho nó vuông, cho nó nhanh. Đấy, CD, băng cassette, bán như nhau. Tất cả là full bìa, full lít, full hộp, free ship. Hàng bảo hành chất lượng, nội dung, có thể theo yêu cầu. Anh em lấy chủ đề nào cứ báo thằng em. Băng cối thì bên em có băng 7, băng 10 và băng đặc biệt. Mua một cuốn băng 7 thì gấp 2 đến 3 lần thời lượng một băng 7 bình thường. Giá cũng công khai 950.000 một cuốn băng đặc biệt. Nghe 3 tiếng nghe cháy máy luôn không hết được băng. Đấy, đó là công khai cho anh em đam mê. Anh em chốt thì cứ vào Zalo 0988 434 435 em Sơn nhận làm theo yêu cầu. Băng cối từ băng 7 đến băng 10 có đầy đủ cho anh em. Bên em Sơn ngoài việc băng đồ chơi audio, đồng hồ xưa, hoài niệm các thứ thì em Sơn cũng cung cấp những đầu băng cối tự hành cho đến các thứ có hết và rất nhiều mẫu độc đáo. Ví dụ máy 10, máy tự hành bỏ băng vào là nghe luôn, có loa gom ly sẵn rồi. Đấy. Anh em thích cái gì cũng có anh em nhé. Đồ của em Sơn là mang tính chất phong cách chơi, đó là phong cách chơi hoa hậu. Không chơi cover, không chơi sửa chữa, không chơi thay thế phụ tùng các kiểu bệnh tật vớ va vớ vẩn. Nó gọi là không chơi cái đồ bơ. Chỉ chơi hàng nguyên zin, đúng chất bãi mà phải là hoa hậu. Hiện giờ em Sơn cũng có rất nhiều hoa hậu nha. Ví dụ như một con ma răng PM57, con này là hoa hậu, thiếu thùng xốp thôi. Long lanh không vệt xước luôn. Nói chung là con này là hoa hậu. Anh em nào thích âm ly hoa hậu thì có thể chơi con Marang PM57 này. Và em có một con nữa, con Chio, cũng là hoa hậu, thì ở trên Zalo em có đăng rồi, nguyên sách vở hướng dẫn sử dụng luôn. Đấy. Con đầu băng tép lốt D này, hai cửa auto revert này, sáp này. Đấy. Nói chung là rất nhiều anh em nhé. Âm ly Sony này, đầu đĩa CD này. Em chuyên về đầu đài CD ô tô cho nên là các món CD ô tô thì không cần quảng cáo thêm nữa. Đấy, đầu băng cối Sony này. Đấy, đầu băng cối Sony này. Đấy, rất nhiều đầu băng cối tự hành ở trong nhà. Ở trong nhà em sẽ quay sau. Đấy. Thì không dài dòng liên thoa liên thuyên. Anh em thích món nào thì cứ ới thằng em. Thằng em có rất nhiều nhá, từ đèn Tiffany, đồng hồ xưa, đồng hồ lật số các kiểu thể loại, đồng hồ cổ, âm ly độc lạ, đồng ly gỗ, đồng hồ úp ly của Đức, mạ vàng toàn thân, size, chạy lắc ngoài. Rất nhiều. Này, máy toàn thân lộ cơ luôn. Con này rất độc để bàn cho các bạc mua tặng các sếp này. Cũng rất là VIP nhé. Hoặc một con đồng hồ úp ly toàn thân mạ vàng của Đức, size đại 35 phân cao. Toàn thân mạ vàng, đồng mạ vàng và có chuông. Có thì cả tháng rồi. Nói chung con này là size đại. Nhưng đây là hai con cơ chế hoàn toàn khác nhau nha. Giá thì cơ bản giống nhau. Nhưng mà con này là dạng lắc ngoài. Độc dược, mặc dù nó bé bé xinh xinh thôi, gần gần
20 phân thôi, tầm 10 là 18 phân thôi, còn con này tầm 35 phân. Đấy, hai con hoàn toàn sai sai khác nhau nhưng giá thì xem xem nhau anh em nhé. Anh em có nhu cầu thì sưu tầm thì ở thằng em hoặc là mua tặng các sếp. À, còn băng đĩa các thứ thì vô vàn anh em nhé. Đây là chỉ một góc nhỏ ở phòng khách em quay thôi, chứ còn đồ trong kho về trong phòng em cất thì không tiện quay, em đang quay ở phòng khách thôi, vừa chơi vừa bày. Đấy, đó là phong cách của em rồi. Đấy, đây là phong cách vừa chơi vừa trao đổi cộng sinh thôi, chứ còn mỗi người có một nghề chính anh em nhé. Đấy, đồng hồ côn cổ, đèn dầu, nói chung cái thượng vàng hạ cám gì em cũng có, cũng chơi và trao đổi, mà phong cách là trao đổi cộng sinh mà. Đấy, đó là phong cách của em anh em nhé. Em quay qua cho anh em một tổng thể thôi, quay qua tổng thể để anh em chơi đam mê. À, từ máy đánh chữ này em cũng bán rất nhiều cho anh em rồi. À, anh em yêu thì ủng hộ nhá, anh em yêu quý thì ủng hộ, chứ còn thằng em có nhiều món lắm. Đây, thằng em quay một góc nhỏ nhỏ xinh xinh ở phòng khách, chứ còn nhiều đồ khác nữa. Ví dụ một đầu cối này, một con đầu cối này anh em cũng phải có âm ly rồi thì về anh em ra âm ly ra loa, nhưng mà anh em không có âm ly mà anh em muốn tự hành thì đây tông sờ tông luôn, cùng sai cùng tông sờ tông luôn, đặt cái loa này lên trên này nữa là anh em thành tự hành. Đấy, dành cho những anh em nào ngon bổ rẻ ít tiền mà muốn tự hành. Đấy, đẩy âm thanh từ băng cối lên cái loa này, cái loa này hai loa đây nghe rất hay. Đấy, đó là anh em chưa có âm ly nha thì kết hợp mua con đầu này. Thậm chí nói thật đây là con loa độ chế cùng tông sờ tông với màu của đầu luôn. Còn anh em nào máu mua thì thậm chí em thích thì em tặng luôn làm quà. Cái đó thì em nhà trồng được. Nhà trồng được cho nên các bác đừng có phải lo nhá. Vai bò xưa 50 năm tuổi cũng hoàn hảo luôn. Anh em thích vai bò thì anh em triển khai. À, đây là một cái clip tổng hợp anh em nhá, mang tính chất tổng hợp. Anh em nhìn thấy món gì mà ưng ý thì anh em chốt. Từ đầu đách cắt xét cho đến âm ly cho đến CD, băng cối tự hành, cắt xét, đai cổ, đèn, đồng hồ, các thể loại thượng vàng hạ cám. Vừa quay vừa khoe, chủ yếu là anh em thích món gì cứ chấm vào đấy. Hoặc vào Zalo 0988 434 435. Trên Zalo là có hết, anh em có gì trao đổi nhé. Còn băng cối thì em chuyên những cái băng đặc biệt rồi. Thời lượng băng 7 là 3 tiếng đồng hồ. Một cuốn băng 7 nó đã bằng một cuốn băng 10 bình thường anh em hay chơi nhá. Cái phong cách làm việc của em là nó là như vậy. Anh em mà có máy băng 7 thì muốn chơi dài như băng 10 thì cứ liên hệ thằng em, giá thì vẫn như băng thường mà thời lượng gấp 2 gấp 3 lần. Có nghĩa là gì? Anh em mua một cuốn băng 7. Mua một cuốn băng 7 nhưng thực ra là nội dung anh em được 2 đến 3 nội dung, tức là anh em được 2 đến 3 cuốn. Cách của em là như vậy. Băng em rất rất nhiều, trong phòng để rất nhiều băng rồi, cứ thế anh em cứ đặt hàng là có băng anh em nhé. Ngoài việc băng thì bên em có bán cả xương nhôm cho đầu băng cối để anh em chơi deco trang trí. Những cặp xương nhôm này là bao zin, bao không cong vênh, không rung lắc, nói chung là bảo hành về chất lượng. Đó là phải nói để cho anh em rõ nhá. Sướng thì không phải nghĩ rồi. À, quay tổng hợp cho anh em để anh em mà đam mê thích cái gì thì bảo thằng em. CD thì nó vô vàn nhá. Anh em cứ nói chủ đề, ví dụ như Chế Linh, Tuấn Vũ, Ngọc Lan, Bảo Yến rồi Thanh Thúy rồi Mạnh Đình rồi Phương Phương Thảo rồi nhiều lắm, Thanh Tuyền này, rồi Tuấn Vũ rồi Ngọc Lan, Hương Lan, Khánh Ly, Sơn Tuyền, Duy Khánh, Như Quỳnh,
Bảo Yến, Trường Vũ, Sơn K5, Sơn K6, chế Linh Tình, mơ vơ nó chung. Cái thượng vàng ngà cảm cái gì anh em cứ nói cho em, cứ ra lệnh là có nhá. Thôi em quay tổng hợp vậy thôi. Clip này nó chả có cái chủ đề nội dung gì cả. Quay tổng hợp, anh em thích món gì thì anh em lấy. Đây là phòng khách, em vừa chơi vừa bay. Còn có nhiều đồ trong kho và trong phòng thì em cất không tiện quay. Đấy. Anh em có nhu cầu thì ủng hộ nhá. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại anh em ở các clip sau. Em sơn loa ở tòa nhà HH4C, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Ship hàng đi toàn quốc, bao ship trọn gói. Phong cách làm việc mua bán sời lời, anh em mua bán tin tưởng ủng hộ thằng em thì thằng em không tiếc một cái gì hết. Mua hàng có quà, cái đó không quan trọng, bởi vì anh em một khi đã tin tưởng mua bán sời lời, nổ tài khoản chặt gẹt thì thằng em không bao giờ tiếc cái gì hết anh em nhé. Đến với nhau là phải lịch sự, còn lằng nhà lằng nhằng mà liên tha liên thuyên cái kiểu cò quay và cái kiểu khôn lỏi thì nách. Ở đời không có ai dại, cũng chưa có ai ngu cả đâu, cho nên đến với nhau là phải lịch sự. Hẹn gặp lại anh em ở các clip tiếp theo. Xin cảm ơn.